Rồi, hello anh. Giới thiệu cho anh một cây cưa gom boy ha. Cây này thì còn như mới nha anh. Cây này là gom boy 210 ha. Mới tinh luôn. Bữa có anh em nào dặn mình mà quên mất tiêu, anh em xem được clip thì liên hệ mình ha. Gom boy 210. Nay được 2 3 cây, 3 cây đẹp ha, 3 cây cực kỳ đẹp luôn. 210 nha, gom boy 210 và một cây Hunter ha, cây Hunter 240 đó, lưỡi còn nguyên zin nha. Hunter 240 lưỡi nguyên zin. Mình cũng ít khi có mấy cây 240 này lắm anh em. Cái dòng này cái lưỡi nó như gomboy thôi nha. Đó, anh em có thể thay cái cán này bằng lưỡi gomboy nên có thể xài được. Đó. Hoặc là anh em bỏ gomboy vô đây cũng được mà lấy Hunter bỏ qua gomboy cũng được ha, nó giống nhau hết. Rồi, tiếp theo là 2 cây cưa hốc khó ha. Một cây cán thẳng và cây cán cong. Thì cái cây 2 cây này thì cái lưỡi nó như độ dài nó như nhau nha, size lưỡi nó bằng nhau. Lưỡi 11 ha. Size lưỡi 11 và một cây size lưỡi 12 ha nè. Cán thẳng ha. Đó nó dị dị vậy thôi chứ không không nó bị nắm nám cho nên đó. Chứ thực ra nó rất là bén ha, dòng này bén cực kỳ luôn. Mình thích cái dòng này ghê lắm. Cưa mini cũng được mà nên cưa hốc khó cũng được đó ha. Đó ví dụ như cái dòng này á, thì nó chỉ có cái lợi thế là anh em cưa những cái hốc khó sâu trong sâu trong xa thôi đó. Như cái này thì còn mới tinh ha đó. Chứ còn mình nói về anh em mua mini anh em chơi cây này vừa anh em vừa cưa mini vừa cưa hốc khó luôn, nó tiện lắm. Về cái lưỡi nó ngắn, cái lực cưa nó rất là mạnh ha. Và một cây ARS mini nha, đây một cây ARS siêu mini luôn ha. Đó, cực kỳ bén nha anh, cực kỳ bám luôn. Cái này để mình đo cái lưỡi ha, lưỡi của nó 9 phân ha anh, lưỡi 9 phân cây ARS mini. Rồi bây giờ mình đi kéo các cạnh ha. Rồi trước tiên là một cây mẫu B. Đó, lần đầu tiên gặp được cây mẫu B size 18 này. Mẫu B size 18 ha. Đó. Rất là đẹp luôn. Cái dòng đời đầu này nó rất là nặng ha. Cái cán nó hầu như đặc luôn anh em. Đó, cây này thì nguyên zin nha. Đó, mình có vệ sinh spa đánh sơ sơ nha. Đây. Có vệ sinh đánh ra sơ sơ cho nó sạch. Cây này, đây. Cây này thì nó rét ghê lắm. Và mình đánh ra 2 lần nó mới được như vậy ha. Ốc chưa tháo nha. Đó, lưỡi thì full ha. Lưỡi full nha nè. Cây này size 18 cho nên là cái độ cầm nắm của anh em nào mà tay nhỏ là nó hợp lý nha, tại vì người ta làm cái size 18 cho những anh em tay nhỏ. Đó, cắt rất là thoải mái sướng, nhiều khi anh em cầm những cái cây lớn nó lỏng chỏng. Và tiếp theo một cây Chusuke ha. Cây này giá đắt quá, anh em hỏi xong anh em bỏ dép chạy mất tiêu. Cây này thì size nó là 16 năm. Đó. Dòng này thì để cho anh em sưu tầm chơi thôi chứ có còn mình đừng có mua làm. Mua làm anh em mua làm phí. Cây này để anh em mua sưu tầm chơi. Cây này thì được cái là còn nguyên zin. Lưỡi liếc rồi gì là nguyên zin ha. Đó. Không mài dũa chưa tháo ra luôn. Không, ốc ngồi nguyên zin chưa tháo ra, không rổ rết gì ha, như cây mới vậy đó. Đó, gam thép còn rất là đen đẹp luôn. Rồi cây Chusuke ha, này khỏi test lưỡi, bảo đảm anh em luôn, cực kỳ bén. Mấy cái đời đó thì mình đã nói về cái độ bén của nó đó ha. Và tiếp theo nữa một cây 10 size 18 ha, đó, mình đi mấy size nhỏ nhỏ này trước. Một cây đây này chưa tháo ốc luôn nha anh,
chưa tháo ốc luôn. Mấy cái dòng Oka này mà mấy con zin thì thường thường mấy anh em cũng hay thích sưu tầm. Đó, đây, mấy con này thì hầu như là còn mới nha nè, này. Này, thấy cái lưỡi này kìa. Thì mấy dòng này cây nào đẹp thì mình mới lấy. Còn đa số mài miết rồi thì mình bán 200, 250 cây. Mà mài mài vậy thôi chứ anh em xài sướng lắm. Anh em xài không biết chừng nào cho nó hết cái lưỡi nữa. Chắc hết đời cũng hết lưỡi nữa. Rồi tiếp theo là một cây V8 ha. Một cây V8 còn nguyên zin. Cây này xa 20 lẻ ha. Cây V8 này lưỡi nguyên zin như này. Nói về ARS mà kéo thì nên biết rồi ha. Rất là ngọt luôn. Kể cả dòng cao cấp, kể cả dòng phổ thông luôn ha. Đều cắt chú trọng về cái độ bén của lưỡi. Đó, sẵn đi luôn cây ARS 10 size bao nhiêu nữa đây này. Cây này là không phải cái dòng mà 140 đâu nha anh, phải 140, 130. Này là mấy cây đời đầu á. Mấy cái cán mà cán màu màu ngà này ha. Đó, mấy cây đời đầu, cái này size 18 nha. Lưỡi nguyên zin như mới này ha, chưa mài dũa gì. Cây này mà vệ sinh ra nữa thì đẹp vô cùng luôn. Đó nên thấy như mới luôn nha. Đó, mà anh em giờ mua mới làm gì có mấy cây đời này mà mua mới. Chỉ có 140, 130 thôi. Rồi, một cây ARS ha. Rồi, tiếp theo nữa là một cây mẫu B. Một cây mẫu B đúc nguyên khối ha, lưỡi nguyên zin. Cây này thì size 20 nha đây. Cây này size 20. Rất là ngọt luôn ha. Mấy cái zin chắc nó sướng. Rồi, cây mẫu B nguyên zin size 20 của ốc còn sáng giới luôn rồi. Và một cây mẫu B size 20 nữa ha. Cây này là cây size, cây này nó giống cái cây size 18 đó, nó cũng cán đặc này, đó cái đời cán đầu. Cho nên là những cái dòng này nó rất là nặng luôn ha. Những cái cốt thép này nó bóng lưỡng luôn. Đó, cái độ bóng của cốt thép nói lên cái chất lượng của nó nha. Đó, cái màu thép á. Cái màu thép nó sáng nhưng mà nó bóng. Nó như kiểu inox vậy đó. Con này thì nguyên zin nha anh, con này như mới ha. Ốc ít chưa mở luôn ha. Đây, ốc chưa tháo luôn ha. Ốc còn sáng đẹp, lưỡi full ha. Xa 20 nha anh. Rồi, tiếp theo nữa là một cây mẫu A. Cây này thì như mới rồi ha. Cây mẫu A xa 20. Này khỏi test lưỡi đi. Cây này giá nó hơi mặn nên nó nằm từ clip này qua clip khác nó nằm mí như con heo vậy đó. Rồi, này xa 20 ha, mới tinh. Rồi, một cây chữ A cán đặc. Cây chữ A cán đặc ha, gầm thép còn rất là đẹp này. Dầu mỡ bảo quản cực kỳ đẹp luôn. Mấy con này thì anh em sưu tầm quan tâm nhiều. Con này thì thép ghép nha, cán đặc, đều cán đặc là đa số thép ghép hết. Đa số là thép ghép, có nhiều con nó thô lắm. Rồi, một con chữ A cán đặc ha. Ôi, này có mấy cây tỉa đẹp quá. Có cây T5 là thích, cây T6, T5 gì đây là thích ghê luôn, như mới luôn. Cây T5 đây nè, zin đét luôn, như mới luôn. Mấy cái dòng này anh em làm ở nhà, anh em làm vườn đó, anh em cầm sách tay, anh em đi vòng vòng, anh em bấm gì cũng được xuống. Anh em cũng có thể tỉ những cái cây bonsai thành phẩm. Bởi vì cái độ nhọn của cái mũi này nó có ha. Anh em có thể đưa tỉa các cái nách đó. Cái nách các cái chi dâm nhỏ ha. Đó, hoặc là nên cắt những cái cành bằng ngón chiếc đũa rồi cũng được đó ha. Nó đa năng là vậy. Cây này thì như mới luôn nha anh. Rất là đẹp luôn. Và tiếp theo là một cây T6 ha. Cái T6 thì cái phần lưỡi nó dài hơn, T6 tức là 6 phân. Và cái này đặc biệt cái là cái bản lưỡi nó dày ha.
bạn lưỡi nó dày. Này thì làm anh em làm mà cho hàng nặng hơn tí đó, ví dụ vậy, cắt những cái cành nó lớn hơn chiếc đũa ha, đó, hàng nặng, mép lưỡi vác này rất là sâu luôn đó, vác rất là sâu. Cây này thì nguyên zin luôn ha, cây này cũng chưa có mài dũa gì. Cắt giấy ngọt rất là ngọt nha. Còn anh em nào mà muốn bén nữa thì anh em nói mình đó, mình liếc cho xíu, mình sẽ lấy cái dũa dũa kim cương mình liếc một xíu là nó bén cực kỳ. Nhưng mà cắt giấy ngọt thì những cái dòng mà tỉa này cắt giấy ngọt thì anh em cứ về cứ việc cắt cây không sao ấy. Rồi tiếp theo nữa là một cây Okasuna, cây này thì nó có nắm nắm ở phần lưỡi này chứ nó không phải là bị rỉ nha nè, nó nắm nắm thôi chứ thực ra là nó rất là bén nha. Đó, lưỡi cũng còn nguyên zin, nó hơi nắm nắm vậy thôi, nó không ảnh hưởng nha nè, không ảnh hưởng đến chất lượng. Đó, cây tỉa đa năng Okasuna luôn ha. Nói về dòng Okasuna thì nó biết nó rất là bén. Và một cây tỉa đa năng ha, cây này là cây thép trắng nha, cái lưỡi thép trắng đó, lưỡi nguyên zin rất là sáng ha. Đó, mấy cây này xài không biết chừng nào cho nó hư luôn đó, nhìn nó xấu xấu vậy thôi. Cái dây da còn nguyên zin nha nè, cái dây da chưa có đứt nha, mà cái dòng này đứt thì cũng dễ, nên em cắt một cái dây bằng vậy là em lấy video em bắt bấm phát nè, cái chốt còn rin luôn này ha. Đó, nên chung như vậy thì nó cũng khó mà nó đứt lắm đó, nhìn vậy thôi chứ khó đứt lắm, nó bong nó tróc cái da thôi ha. Cái kéo thép trắng, cái tỉa đang ăn thép trắng ha, dòng này rất là bén anh em nghe cái giọng thôi, nghe cái tiếng ha. Đó, nó như mới vậy đó. Đó, cây này như mới vậy, ngọt lắm. Để mình đo ha, cây này chắc cũng cỡ tầm 18, 20 lẻ luôn anh em, 20. Và cây tỉa đa năng ARS ha, đó, cây này thì nó hơi dơ dơ cái phần cán này, cái này không quan trọng ha, này mình ngâm sơ bông với rồi mình đánh là nó ra thôi, đó, ngâm sơ bông đánh ra. Cái này cái lưỡi còn nguyên zin nha, chưa có vệ sinh luôn à. Đó, lưỡi còn nguyên zin luôn ha. Để mình cắt giấy cho nên xem. Đó, ha. Đó, nhấp mũi nè, rất là bén nè. Rồi, tiếp theo là một cây tỉa đa năng, một cây tỉa đa năng ha, cây tỉa đa năng đúc nguyên khối. Cái dòng này thì thường là khó gặp bởi vì cái đời này là đời đầu luôn, nó eo cái cán xuống này, nó làm cái cảm giác mình cầm tỉa nó không có bị tuột đuôi tuột tới ha. Này, cái đời này nó rất là ngon, hai lưỡi cắt nhanh. Mấy cây này là lưỡi mài rồi nha, lưỡi mài. Mấy cây này không có mấy cái zin đâu, mấy cái đời này là không có mà cái vụ mà còn nguyên zin nha. Đó, còn nguyên zin thì chỉ có nằm trong hộp thôi nè mà. Đó, rất là ngọt nha nè, mấy đời này là không có nguyên zin được nha. Cho nên nhận hàng cho anh em nói sao là lưỡi còn nguyên zin đó. Này, đó, cái lưỡi thì hiện trạng nó như vậy. Mình chưa có mài, nhưng mà thực ra là người ta mài rồi. Đó, người ta sử dụng là người ta có mài rồi nè, anh thấy cái phần mài này không? Đó, cái này thì lưỡi còn nguyên zin, không có bị gãy mũi rồi gì hết, mũi còn chéo luôn á. Cái độ chéo của mũi là nói lên cái độ mòn nó rất là đẹp luôn ha. Cái này á, mà anh em nào về mà xử lý cái phần này mà lấy cái dũa kim cương á, anh em liếc lại rất là đẹp luôn. À, những cái cây tỉa cái đời này cực kỳ hiếm có, khó lắm, khó có được cây hàng bãi nào mà cũ mà còn nguyên zin cái đầu mũi như vậy, đa số là bị gãy, gãy hoặc cái độ mòn nó còn nhiêu đây, còn này là còn dài tút luôn, còn chéo mũi luôn, rất là nặng ha. Cái dòng tỉa mà đời này nó rất là nặng, xa 20 nha đây. Rồi tiếp theo nữa là một cây tỉa cán vuông, cây này cây thủ công nha. Cây này thì mình ở cái clip cách đây 2-3 clip á, mình có một cây nhưng mà nó là có cái mọc, còn cái cây này là nó không có mọc,
nhưng mà nó được là cái là nó thép xanh nha anh em. Cái dòng này là cái thép xanh đây, cây này là cây thép xanh nha. Đó, anh em thấy cái lưỡi của nó có cái vân không? Đó, thấy không? Đó, cái vân này, vân lưỡi này. Đó, thấy không? Đó. Nó có vân lưỡi nè, anh em nhìn nghiêng là anh em thấy lớp thép hai lớp này, thấy không? Đó. Cái dòng mà dòng thép xanh đó là anh em nhìn cái màu nó mờ mờ đục 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 á. Cái màu thép xanh nó không có sáng bóng nha anh em, nó đục đục đục. Anh em có đánh bóng cỡ nào nó cũng đục, màu màu thép nó đục. Cho nên là cây tỉa mà cán vuông mà cực kỳ dày luôn này. Đó. Nó nặng lắm, cái này nguyên khối mà nó nặng. Đó, nguyên cái cán vuông vứt luôn ha, cực kỳ nặng luôn. Cái clip cách đây 3-4 clip mình có bán một cây. Đó, cây đó thì không phải thép xanh nhưng mà nó có chữ. Còn cây này thì nó khác, cũng giống như cây đó cũng cán vuông luôn mà nó không có chữ nhưng mà là thép xanh. Cái eo phần này nó lại nhỏ hơn cái eo của thằng kia, eo kia nó dài tới đây. Thằng này thì cái này nó làm ngắn, cái bầu này nó nhỏ, thằng kia thì rộng lắm nhưng mà cũng đủ để mình tỉa ha, cực kỳ bén luôn á, dòng thép xanh này nè. Cây này size 19 ha, cây kia size 20 lẻ 5. Rồi tiếp theo nữa ha, một cây tỉa nữa ha. Đã nè, thấy cái đồ thép, cái màu thép này, cho nên phân biệt cái hai màu thép này nó thấy không, nó khác nhau chưa, một cái là bóng lưỡng còn cái là nó mờ mờ đục đục kiểu vậy. Nên anh nhìn thép xanh nên anh dễ biết luôn. Rồi cây này là cây tỉa này là còn nguyên zin như anh như mới luôn á. Cây này thì size nó là 21 năm ha. Đó, thì nó như mới, cốt kiết rồi là mới tinh luôn á, không khác gì cây mới hết. Cây này thì để cho anh em tỉa những cây bonsai thành phẩm tầm trung nha, tầm trung, cái tầm trung và size đại luôn, anh em đều tỉa được những cái chi dâm mà bằng nửa đầu đũa đó, anh em tỉa rất là sướng, nó dài. Rồi tiếp theo đó là một một em bướm độc lạ ha, những cái dòng bướm mà nó quắn quắn cái đầu hai đầu cán lưỡi này, mọc mọc trong lưỡi ha, cái mọc ở trong nằm trong lưỡi luôn ha. Đó. Cái này là thép xanh luôn nha, thép hai lớp này. Cái này là người ta mài rồi nhưng mà cái nước mài đó mình cũng không thích nữa. Cái này không phải Việt Nam mài. Cái này thì nói chung mà cái độ zin của nó anh em nhìn này, tại vì bởi những cái hàng thủ công đó anh em nhìn cái dấu búa nó còn trên lưỡi luôn này, đó thấy không? Đó này. Không phải là nó mài mà cái người không biết mài mài nha, mà là cái lò nó làm ra nó còn cái vân búa trên này. Còn vân búa trên lưỡi luôn thấy không? Đó. Cái này thì đặc biệt cái là nó có được cái mọc trên lưỡi ha. Những cái cây này mình cũng biết sử dụng vào cái việc gì mà làm mà cũng thép cao cấp này. Độ bén thì cực kỳ rồi, khỏi bàn luôn ha. Độ bén, độ nặng, nó rất nặng, nó nặng khác thường so với các cái đời đời bướm với nó. Con này thì nó là 17 năm. Nó rất là nặng luôn, nặng rất là khác thường so với các cái con bướm bình thường. Rồi sẵn mình giới thiệu luôn ba cây Masakuni, một cây bướm Masakuni ha. Cắn liền, đúc nguyên khối, lưỡi nguyên zin. Đó. Lưỡi hai mặt nguyên zin. Chưa gãy mũi, chưa có mũi miết là còn chéo nha, đó còn chéo. Cây này là cây trúc bạc, cái đời này thì Nam kiếm hàng bãi được cây này thì màu đỏ mắt luôn, không thấy luôn. Có một thời người ta bán đâu đó gần 30 mấy cây, trời ơi. Cây này size 18 năm nha nè, lưỡi là nguyên zin hết ha. Cắt thì về cái độ êm của massage thì anh em biết rồi, nó cắt như kiểu mà mình cắt mình không cần đè cái tay ấy, mình thả cái cán xuống nó cũng chạy nữa. Không phải nói quá cho anh em nào mà xài những cái hàng massage rồi anh em sẽ biết luôn. Size chuẩn của nó là 18 năm ha. Cây đó mà mua về mình, anh em mình có mình tặng cho anh em một cái bao chụp ở đầu. Rồi tiếp theo là một cây tỉa nữa ha, cắn liền luôn.
cây là hai cây này nằm trong cái bộ sưu tầm của mình hồi xưa đó nè, hai cây cắn liền chốt bạc luôn ha, lưỡi nguyên zin. Hồi xưa mình sưu tầm được mấy cây này là chỉ có hồi xưa có thôi, bây giờ anh em mò bãi mới ra được mấy cây zin này thì cũng người đỏ lè mắt luôn. Size 18 ha. Và một cây quấn kẽm, quấn kẽm tháo kẽm mini. À cái mỏ nó cong này, mỏ cong nguyên zin nha. Này anh em thấy này, lưỡi rồi là còn nguyên zin hết. Gam thép còn đen luôn. Này về vệ sinh ra xíu là đẹp thôi ha. Masakuni luôn nha. Cái này đang chơi mini quan tâm lắm. À, bắt sâu này, bắt sâu cũng được. À, hoặc là tháo kẽm mini, tháo kẽm ra hoặc là quấn kẽm hoặc là bẻ các cái cành khô ở trong cái ngách cây. Rồi tiếp theo nữa là một cây cào rễ ha, cây này cây hai chia, cây cào rễ hai chia, nó có cái đầu để mình nỉa bầu ha, có cái đầu để mình nỉa bầu. Và cây này nó có cái mọc ở đây này, cây này để mình đo cái size. Size của nó là 25 năm ha, 25 năm. Cái này mã số nó là 30 ha. Và tiếp theo là một cây kìm cắt kẽm mini. À quên, trung, Masakuni trung. Cây này có còn nguyên hộp nha Nam. Bữa mình có một cây size đại mình bán cũng còn hộp cho anh em hết. Cây này là khách khách nhờ bán. Cây này khách nhờ bán lại ha, cây này còn nguyên hộp. Cái này size 19 ha. Đó là thấy độ mới của nó ha. Đó, độ mới độ bóp. Đó những anh em nào mà đang sưu tầm massage thì nên không thể bỏ qua cây này được nha. Rồi cái này mã số của nó là 31 ha. Mã số 31. Dạo này anh em yếu đàn quá hay sao mà thấy ít mua đồ quá. Cây cắt kẽm Masakuni. Rồi tiếp theo ha là hai cây, đây mình mới về hai cây thép Thụy Điển, à quên, hai cây thép thép Nhật. Cây này cây thép Nhật nha nè, cây này cây cạp tròn thép Nhật. À, nay mình được hai cây, cái dòng này là lưu kho cho nên là cái độ độ nám ở lưỡi nó có ha. Đó. Còn anh em nào muốn mới thì mình làm trong vòng 5 phút mới keng. Quan trọng là hàng còn zin. Cái này thì giá nó mềm hơn đợt trước một chút. Đợt trước 850, nay còn 800. Cái này. Còn cái thép Thụy Điển thì giá nó cao hơn nha nè. Cái thép Thụy Điển thì nó tới 1,1 triệu rồi. Đó. Cái độ cứng nó khác. Nhưng mà cái này anh em xài ít thì cũng không biết chừng nào cho nó hư nữa ha. Cái đó size 17 nha. Và cây này nữa này, cái này là cây bãi. Cái này cây bãi nhưng mà cái thép cái này này anh thấy nó không khác gì cây mới hết, cái miệng nó không khác gì cây mới luôn ha, độ mới nó, cái này size 17, 17 năm, 17, 17 năm. Rồi tiếp theo là một cái cặp tròn ha, cặp tròn xe trung, cái này thì cũng còn nguyên zin luôn nha, cái nào mà mài mình sẽ báo mài. Cái này nguyên zin. Mấy cái dòng mà bãi mà đời này thì anh em cạp thì thôi rồi, khỏi phải chê luôn. Size 21 nha anh em. Thường thường những cái mới, cái mới cái hàng hãng thì nó là size 20 lẻ. Mày size 21 năm luôn á. Cái độ dài của nó không có chuẩn đó ha. Đây, như cái này thì size 21 này. Đó. Như cái này xin đó là 20 lẻ 5.
Thấy này còn nguyên hộp nha anh, này còn hộp luôn này. Này còn cây nguyên hộp, một cây duy nhất. Đợt mình còn hai cây bán này em hết còn hai cây. Rồi. Tiếp theo là một cây đa năng ha. Một cây đa năng. Cây cạp xéo đa năng nha. Đây còn nguyên zin ha. Đó, lưỡi còn nguyên zin. Cặp xéo đa năng gam thép còn đẹp luôn nha, cái này vừa xéo vừa tròn nha, này xa 20 này, vừa xéo vừa tròn luôn ha. Đây nó không có như cái xéo này, cái xéo là khác mà nó vừa xéo vừa tròn nha. Cái này thì cái zin nha. Đó, này nguyên zin tranh mắt Hali hở ha, Hali hở Kali á. Lưỡi thì chưa mài. Xa 20 nha nè. Toàn bộ là xe trung hết. Rồi, tiếp theo là hai cây dao gấp ha. Hai cây dao gấp. Hai cây dao gấp còn nguyên zin. Cái dòng này cực kỳ bén nha em. Cực kỳ bén luôn á. Nhìn cái thép tao biết rồi ha. Cái này được mình tháo ra không, nó mà gấp lại nó đứt tay anh em ạ. Cái này thì mình chưa có vệ sinh đâu, nó còn nguyên zin vậy đó nè. Chỗ này chưa có đánh rài vậy. Cái này mà anh em vệ sinh lên đánh nó ra vân gỗ đẹp lắm. Cái này cũng vậy luôn ha. Cái này thì nó khác cái đó một cái là cái chữ nó in, nó đóng trong lưỡi luôn đó, cái chữ nó đóng âm trong luôn ha. Đó, cái độ bén nó cực kỳ cao này. Mấy cái zin là em biết rồi, dòng này chắc cạo râu được luôn anh em, thiệt luôn á. Mình sợ mà để vậy mà nó rớt xuống nó chém một phát thì thôi rồi luôn. Đó, nó gập xuống ngay vậy. Cái này anh em gọt thẹo cũng được, anh em ghép cũng được nữa, nó đa năng lắm. Với lại cái độ an toàn của nó khi nó gập lại, thường thường những anh em lớn tuổi thích mua những cái dòng này. Rồi và tiếp theo là cái chai bảo quản ha, cái chai dầu của Mỹ. Chai này là bảo quản cái khỏi cái bị dỉ xét á nha. Đó. Nay về được thêm 12 chai nữa. Anh em nào được vừa rồi hỏi, có ba anh em hỏi còn hàng thì nay có lại rồi nha. Đó. À, tại nó dính này. Cái chai này nó không có đầy nha anh em, nó hình như nằm nằm đâu đâu đây thế này đó, mà anh em nhỏ vô cỡ tầm vài nhỏ vô trong cái giả, cái khăn mà khăn vuông á, vuông cỡ tầm mười mấy 20 vậy, anh em vò cái khăn xong anh em lau lên ha, nó bóng lưỡng luôn, đẹp lắm. Và mình thấy cái độ bám trên nước, cái nước mà nó bám vô nó không không như mấy cái dầu kia, nó tuột, nó coi như kiểu như gọi là nó bảo quản mà không có cho độ ẩm tấn công ấy. Đó. Thì cái này thì nó chỉ được một thùng thôi, rồi mình chia lại để mình bán cho anh em thôi, chứ còn nó không có bán mới, không có, mình hỏi mua không có. Cách đây một năm mình có một lô được gần đâu 40-50 bình gì mà cả năm mấy nay không tìm ra nữa. Rồi nay được 12 bịch á, 12 thùng, à 12 12 cái, 12 13 gì mình không nhớ nữa. Rồi. Chai bảo quản ha. Anh em có thể vặn ở đây ra này, đó, vặn ra. Cho nó lòi cái đầu này lên để nó nhỏ ha. Nhớ vặn xuống nha. Rồi.